Chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa lay ơn như thế này nha. Đây là bông hoa, cành hoa mẫu mà mình đã làm sẵn. Các bạn có thể nhìn thấy. Cành hoa lay ơn này thì các bạn làm có thể để dùng vào cắm vào bình trong các ngày Tết ấy, thì hay là ngày bình thường cũng rất là đẹp. Đây là một cành hoa mình đã làm. Thì để làm được cái cành layer như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu như sau. Đầu tiên là giấy nhún màu, các màu mình dùng màu hồng nhá. Cành kia thì mình đã làm màu vàng thì cành này thì mình sẽ làm màu hồng. Kẽm để làm cái thân cây ấy, thì các bạn dùng cái loại kẽm nó to như thế này nhá. Hoặc là bạn nào mà không có kẽm to thì các bạn có thể dùng cái kẽm nhỏ, xong rồi các bạn dùng cái giấy nhún màu xanh để độn vào nhá, thì trông nó to, thì cánh hoa lay ơn khá là to. Hơn nữa là cái cành này phải dài tầm khoảng 60 cm. Tiếp theo là băng keo sáp màu xanh này, keo sữa, kéo, tức kẻ và kẽm si. Thì trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa trước nha. Các bạn chuẩn bị một tờ giấy nhún màu hồng có kích thước là tầm khoảng 3,5 nhân với 6,5 nha. Hoặc các bạn làm kích thước nhỏ hơn cũng được. Các bạn gấp đôi lại rồi cắt tạo hình cánh hoa lay ơn. Hoa lay ơn thì cánh nó hơi nhọn một chút nên là các bạn cắt đừng để nó bị tròn nha. Sau khi cắt xong được cái cánh như thế này thì các bạn dùng tay giãn nhẹ cái bụng của cánh hoa layer này ra. Rồi dùng tay để nhún tạo các độ cong mềm mại cho cánh hoa này nhá. Đó. Vậy là chúng ta đã được một cái cánh hoa layer. Thì thường một bông hoa layer thì thường có 6 cánh đấy. Thì các bạn làm 6 mảnh như thế này nhá. Đây mình đã cắt sẵn rồi. Các bạn làm 6 cánh như thế. Rồi. Đây là cái cánh hoa lớn. Còn nếu như bạn nào mà làm để làm cái búp cái cánh hoa nó chưa nở như thế này thì các bạn cắt nhỏ hơn một chút hoặc là cắt bằng kích thước này cũng được nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm phần nhị hoa. Nhị hoa thì mình sẽ dùng màu vàng. Các bạn dùng một mảnh có kích thước khoảng 3 cm. Với 3,5 nha. Rồi các bạn cắt tạo nhị hoa như thế này. Rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng keo sữa. Dùng một đoạn kẽm si. Dài khoảng 6 đến 7 cm nha. Thực ra là các bạn có thể dùng cái cành kẽm như thế này cũng được. Nhưng mà theo mình nghĩ thì để tiết kiệm thì mình nên dùng kẽm si, tại vì lát nữa thì mình gắn vào cành ấy thì mình cũng không nhìn rõ được cái phần kẽm to hay kẽm nhỏ nhá. Thì để tiết kiệm thì mình dùng kẽm si. Còn bạn nào mà dùng cái kẽm cành như thế này cũng được nhá. Rồi giờ mình sẽ gắn cánh hoa vào. Thì các bạn dùng keo sữa gắn 3 lớp cánh trong và 3 lớp cánh ngoài.
Thì hoa cảnh hoa lay ơn thì có thường có ba loại ba ba hình thái hoa, nhất là hoa đã nở rồi, hai là hoa chuẩn bị nở và thứ ba là cái búp hoa. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cả ba loại hoa trên một cành nhá, cả ba trạng thái của hoa trên một cành nhá. Thì sau khi ghép được ba cánh thì chúng ta đã được một cái bông hoa chưa nở như thế này. Thì các bạn làm tầm khoảng 4 cái bông hoa chưa nở như thế này nhá. Đó, các bạn chỉ ghép tầm 3 cánh thôi. Các bạn làm được tầm 4 cái như thế này. Các bạn làm tầm 4 cái nhá. 4 4 bông hoa chưa nở như thế này. Rồi, đây là bông hoa chưa nở, còn nếu mà cái bông hoa mà đã nở rồi ấy thì mình sẽ làm thêm ba cánh ở lớp cánh ở bên ngoài nhá. Sau khi các bạn gắn thêm ba cánh bên ngoài thì nó sẽ được một cái bông hoa như thế này. Thì sau đó thì các bạn cánh hoa lay ơn ấy thì thường nó sẽ có xu hướng đã nở rồi thì nó sẽ nở bung ra và cánh hoa thì nó sẽ xòe ra như thế này. Thì các bạn dùng tay để vuốt nhẹ cái cánh hoa cho nó xòe ra một chút nha. Như vậy là mình đã làm xong một cái bông hoa đã nở như thế này. Rồi, tiếp theo thì là cái chúng ta sẽ làm cái phần búp hoa như thế này, búp hoa chưa nở như thế này. Thì các bạn cắt những mảnh giấy màu hồng vụn như thế này, có độ dài tầm khoảng 6,5 đến 7 nhá, cắt những miếng vụn như thế này. Rồi sau đó các bạn gấp đôi nó lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ dùng kẽm si để cố định chúng lại. Đó. Như vậy là chúng ta đã được gần một cái được thành hình cơ bản của cái nụ hoa chưa nở nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ghép phần lá vào. Với cái bông hoa to này ấy, thì các bạn sẽ dùng một cái giấy màu xanh có kích thước là 7 cm với 8 cm nha. Rồi các bạn cắt tạo hình lá. Lá của cái bông hoa lay ơn này thì nó cũng nhọn, nên là các bạn cắt nhọn nha, các bạn cắt như hình như thế này nha. Rồi các bạn dùng keo sữa. Đó, các bạn đặt cái phần cánh hoa vào bên trong, sau đó thì dán cái phần lá ở bên ngoài nhá. Rồi tương tự với cái búp hoa nhỏ này cũng vậy, các bạn cắt cái lá nó nhỏ hơn một chút thì là chúng ta đã được cái phần lá ôm ở bên ngoài nhá. Với cái bông hoa to này thì các bạn làm khoảng 5 bông nhá. Đây mình đã làm sẵn rồi. Đây. Mình đã làm sẵn 5 bông hoa đã nở như thế này.
À quên, à, sau khi các bạn gắn cái phần lá này vào đấy thì các bạn sẽ dùng băng keo sáp để che đi nhá. Che cái phần dưới đi. Đó. À, với cái phần bốc hoa cũng vậy nhá. Cắt một đoạn giấy nhún màu xanh. Đó. Các bạn làm tầm khoảng 4 cái nụ hoa như thế này. Là đã chúng ta đã gần hoàn thành rồi nha. Tiếp đến là phần lá. Phần lá thì các bạn để ý là cái cành hoa lay ơn ấy thì trên đầu nó sẽ có những cái búp như thế này. Lá búp như này thì các bạn làm tầm khoảng 10 đến 12 cái lá rồi các bạn gắn vào nhá. Các bạn dùng tờ giấy nhún có kích thước khoảng 6 với 7 nhá, hoặc là nhỏ hơn cũng được. Các bạn cắt tạo hình cái cánh hoa. Các bạn nhớ cắt nó nhọn nhá, chứ đừng cắt nó tròn. Và các bạn được những cái lá như thế này. Ở đây mình cũng đã cắt sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến cái công đoạn là ghép hoa vào cành nha. Các bạn dùng cái kẽm, cái cành cây đã bọc sẵn như thế này nha. Rồi các bạn dùng keo sữa. Phết vào cái phần này. Các bạn ghép vào thôi. Ghép đối xứng nhé. Các bạn cứ ghép khi đến khi nào mà các bạn thấy là các lá đã vừa đủ thì các bạn dừng lại nhá. À, với cành hoa lay ơn này thì các bạn làm càng dài thì càng đẹp nhá. Tại vì hoa lay ơn thì thường là cắm vào các cái bình nó dài đấy. Thì làm dài một chút nó sẽ đẹp hơn. Đó, sau khi mình dán xong cái phần cánh hoa như thế này, phần lá búp ở bên trên như thế này thì tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp nhá. Các bạn dùng băng keo sáp để cuốn che lại cái phần gốc lá mà mình vừa mới dán vào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng làm cái phần búp nhỏ nhất ở bên trên. Rồi các bạn dùng băng keo sáp để cuốn lại.
bạn nhớ là dán băng chỉ để lại thừa một đoạn và phần đài hoa này ra thôi nhé. Còn phần dưới thì mình sẽ cuốn kín lại. Sau khi đến tiếp theo thì chúng ta sẽ làm đến gắn tiếp là đến cái phần búp hoa chuẩn bị nở, tức là cái hoa nó nhỏ nhỏ đấy. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ ghép đến cái phần hoa đã nở nhá. Sau khi các bạn ghép xong thì cành hoa mẫu đơn của chúng ta sẽ có cái hình dạng như thế này. Cũng đã gần xong rồi đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ gắn cái phần lá vào nha. Thì các bạn cũng cắt những cái tấm lá như thế này, nhưng mà chú ý là mình sẽ cắt nó dài hơn một chút. Kích thước là khoảng 12 nhá. 12 nhân với khoảng 3,5, 3 đến 3,5 nha. Các bạn cắt những miếng lá dài như thế này. Rồi chúng ta dùng keo sữa để gắn chúng vào phần thân bên dưới. Tầm từ 8 đến 10 cánh, 10 cái lá là vừa đẹp nhá. Đó.
cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại cái phần này cho nó đồng đều với cái phần thân bên trên này nhá. Đồng thời cũng để che đi cái phần lá mà mình đã vừa dán ấy. Nó dài quá nên là cuốn băng keo sáp cũng rất là khó khăn. Sau khi mà mình đã cuốn băng keo sáp xong thì bông hoa có hình dạng như thế này nhá, hình dạng cuối cùng đó. Thì các bạn dùng tay này chỉnh lại các bông hoa trông cho nó tự nhiên chút nhá, tự nhiên nhất có thể. Nếu mà để nguyên như lúc nãy mình vừa ghép ấy thì nó hơi bị cứng. Cành hoa mẫu đơn thì nó hơi cong nha, một chút chứ nó không thẳng như này, thì các bạn dùng tay hơi uốn uốn nó một chút để cho nó cong. Đó. Như vậy là các bạn làm cái cành hoa mẫu đơn như thế này. Thì các bạn ngoài màu vàng và màu hồng như thế này thì các bạn có thể chọn màu trắng để hoặc là màu đỏ nhá. Thì hoa mẫu đơn có khá là nhiều màu. Thì các bạn làm theo cách của mình rồi hướng dẫn rồi làm những cái cành mẫu đơn như thế này để cắm vào bình hoa trong nhà mình nhá. Rất là đẹp. Các bạn có ý kiến gì hay là có thắc mắc gì về cái clip mà mình dạy, lúc mình dạy nó có bị khó hiểu ấy, thì các bạn để lại comment bên dưới thì mình sẽ giải thích và rút kinh nghiệm nha. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa lay ơn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm cái mẫu hoa mai. Lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa đào rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa mai như thế này. Hoa mai làm thì nó cũng gần giống với hoa đào thôi, nó khác một chút. Hoa mai ở đây thì mình làm hai màu, đó là màu vàng và màu trắng. Hoa mai trắng ở miền Bắc và hoa mai vàng ở miền Nam nha. Để làm được cành hoa mai như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu mà như sau. Trước tiên là chúng ta cần đến giấy nhún màu vàng. Bạn nào làm hoa mai màu trắng thì lấy giấy nhún màu trắng nha. Màu vàng làm cánh hoa này, màu xanh làm lá và màu cam để làm nhụy hoa. Bạn nào mà tìm được cái màu với hoa mai màu vàng thì chúng ta dùng màu cam này, còn với hoa mai màu trắng thì chúng ta dùng màu nhị màu vàng nha. Hoặc là bạn nào mua được những cái nhị hoa sẵn như thế này đấy thì càng tốt nha. Ở đây mình sẽ làm hoa lan màu vàng, hoa mai màu vàng nên mình sẽ dùng giấy màu cam. Hoặc là các bạn dùng cái màu nó nhạt hơn màu cam một chút ấy. Ở nhà mình thì chỉ còn giấy màu cam thôi nên là mình lấy giấy màu cam, nó sẽ hơi bị đậm một chút nhé.
Tiếp nữa là kẽm cành nhựa loại nhỏ này, thước kẻ, kéo, kìm cắt, kẽm si, băng keo sáp màu xanh và băng keo sáp màu nâu, khác với hoa đào nha. Hoa đào thì chỉ cần băng keo sáp màu nâu thôi, nhưng mà hoa mai thì chúng ta cần thêm băng keo sáp màu xanh nữa. Bông gòn đó, với chỉ buộc. Đó, nguyên liệu thì chỉ có như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm phần nhị hoa trước nha. Nhị hoa thì cũng làm tương tự như hoa đào thôi. Các bạn cắt một mảnh giấy nhún màu cam có kích thước là như đây nhỉ, 3 cm, chiều dài là khoảng 3,5 nha. Sau đó các bạn cắt tua rua thôi, như làm hoa đào đó. Các bạn nhớ là cắt càng nhỏ thì càng tốt nha. Rồi các bạn dùng tay kéo giãn cái mảnh giấy màu cam này ra, rồi dùng tay vê nhẹ các đầu. Các bạn vê nhẹ thôi, không nó mỏng quá là nó sẽ bị đứt nữa nha. Sau đó các bạn cuộn, các bạn được một dải nhị hoa như thế này đó. Tiếp theo nữa là chúng ta làm đến phần cánh hoa nha. Các bạn dùng giấy nhún màu vàng này, chúng ta dùng giấy nhún màu vàng nha, có kích thước khoảng 4. Các bạn chuẩn bị mình một đoạn giấy màu vàng có kích thước là 1,5 nhân với 4,5 nha. Các bạn cắt tạo hình cánh hoa như sau. Cái cánh hoa của hoa mai ấy, thì nó hơi khác cánh hoa của hoa đào một chút. Cánh hoa mai thì nó không tròn ở đầu mà nó sẽ hơi thuôn, nhọn một chút. Nên là các bạn nhớ là cắt cánh hoa mai thì nó hơi thuôn, hơi thuôn chứ không có độ tròn vành như là của hoa mai nhé. Các bạn nhìn mình cắt này đó. Chúng ta sẽ được cánh hoa mai nó gần như là có hình bầu dục đó. Còn nếu các bạn mà cắt hoa đào ấy thì cánh hoa của nó sẽ như thế này. Mình sẽ ví dụ cho các bạn thấy nó sẽ khác nhau rõ ràng nhé. Đây là cánh hoa đào này. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Một bên là cánh hoa đào, một bên là cánh hoa mai. Các bạn chú ý nhá, cánh hoa đào thì nó sẽ tròn như thế này, mà cánh hoa mai thì nó sẽ hơi thuôn. Ok. Sau đó thì các bạn dùng tay này kéo giãn ra. Các bạn nhớ là giãn hết cỡ nhá, và tạo cho bộ cong như thế. Ok. Rồi các bạn dùng tay đặt như thế này, các bạn ấn các đầu hoa xuống để chúng ta tạo cái độ cong tự nhiên nhá. Các bạn cắt cho mình khoảng 8 cái cánh hoa như thế này nhá. Hoa mai thì mình làm ít cánh hơn hoa đào. Hoa đào càng nhiều cánh thì càng đẹp. Nhưng mà hoa mai thì mình nghĩ thì theo mình quan sát là có hoa mai thật ấy, thì ít cánh thôi, tầm khoảng 8 cánh là ok. Mình ở đây thì mình đã cắt sẵn các cánh hoa ấy. Thì những cánh trong cùng thì các bạn có thể cắt nhỏ hơn một chút, hoặc là các bạn cắt đều bằng nhau thì cũng không vấn đề gì cả. Hoa mai thì nó cũng không khó nhìn, thì nó cũng cánh nó đều như nhau thôi. Tiếp là mình đến bây giờ là chúng mình sẽ ghép cái phần cánh hoa với nhau nhá. Chúng mình dùng keo sữa này.
các bạn bôi phết keo sữa vào cái đầu kẽm si. Kẽm si thì có kích thước là khoảng 6,5 nha. À, tầm 6,5 là ok. Đó. Các bạn phết keo ở đầu này. Mình làm cái này thì hơi khác hoa đào một chút. Mình hướng dẫn các bạn nên là mình sẽ làm theo cách này. Còn thường thì mình sẽ dùng kẽm si để cuộn nó lại luôn ấy, để cố định ở cái bước sau cùng, chứ mình không dùng keo sữa. Đó. Được phần nhũ hoa như thế này thì tiếp là chúng ta sẽ dùng keo để cố định các cánh hoa lại với nhau. Thì các bên trong các bạn đặt cái cánh sao cho nó cao hơn cái nhụy một chút thôi nha. Đó, như vậy. Những cánh trong cùng thì chúng ta dùng 3 cánh trong cùng trước tiên. Các bạn ghép như thế nào là tùy nha. Bên trong nhiều cánh, bên ngoài nhiều cánh, hoặc là bên trong nhiều cánh, bên ngoài ít cánh, hoặc là bên trong ít cánh, bên ngoài nhiều cánh, là tùy các bạn. Hoặc là ở bước này thì các bạn cứ đặt các cánh vào với nhau, sau đó thì dùng chỉ để buộc lại cũng được nha. Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện cái bông hoa như thế này rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái phần đài hoa nha. Hoa mai nó khác với hoa đào là nó sẽ có cái phần đài hoa ở dưới như thế này. Còn hoa đào theo mình quan sát, mình xem trên mạng ấy, thì thấy nó cũng không có cái phần đài hoa này. Nhưng mà hoa mai thì nó có nên là mình sẽ làm nhá. Còn bạn nào mà không muốn mất công làm thì không làm cũng được, không có vấn đề, không sao cả. Các bạn cắt cho mình một đoạn giấy nướng. Có kích thước là 3,5 nhân với 2,5 nha. Rồi các bạn cắt tạo hình đài hoa. À, mình nhầm mất. Mình quên mất mình lại làm cái phần nhụy. Cái phần đài của phần phần nhụy. Đây các bạn cắt một đoạn có kích thước là khoảng 0,5 này. Nhân với 3,5 nhá. Rồi các bạn cắt tạo hình cái đài hoa nhỏ nhỏ ấy. Chúng ta đã tạo được một cái hình đài như thế này. Đầu nó hơi tròn tròn một chút. Tầm mình sẽ cắt tầm khoảng 3 cái đài nhỏ như thế nhá. Mỗi hoa thì tầm 3 đài hoặc là 4 đài cũng được. Thì các bạn muốn trong hoa nó như thế nào thì các bạn để đài như thế nhá. Đây mình làm 3 cái.
Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng keo sữa để gắn nó vào cái phần hoa như thế này. Giờ chúng ta dùng băng keo sáp để cuộn chúng lại, che đi cái phần kém xi này luôn. Đó. Rồi bước cuối cùng là chúng ta sẽ dùng cái tay để đẩy cái cánh hoa mai này ra nha. Chúng ta dùng tay chỉnh các cánh hoa sao cho trông nó tự nhiên nhất có thể nhá. Thì mình làm nó, các cánh nó không được đều nhau lắm nên là nhìn nó cũng hơi buồn cười. Như vậy là chúng ta đã làm được một bông hoa mai như thế này. Với phần cái phần đài này thì mình làm hơi nhỏ này, các bạn làm to ra một chút nhé. Các bạn làm khoảng 4 đến 5 bông hoa mai như thế này trong một cành hoa mai nhá. Ở đây mình đã làm sẵn các bông hoa rồi. Đây. Mình sẽ làm tầm 5 bông hoa trên một cành nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái phần búp hoa như thế này. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần búp hoa này nhá. Các bạn chuẩn bị một cái tờ giấy nhún này màu vàng nhá, có kích thước là 4 cm nhân với lại 4 cm nhá. Rồi các bạn dùng tay kéo giãn nó ra. Ta dùng bông gòn này, dùng một ít bông gòn đặt vào giữa, rồi chúng ta vo tròn nó lại. Như này nhá. Rồi các bạn dùng kẽm xi này. Chúng ta dùng kèm để uốn cong một đầu của cái cây kẽm này. Dùng keo sữa đặt chúng vào đây. Rồi chúng ta dùng chỉ để cố định lại. Chỉ nhá. Ok, như thế này chúng ta đã cố định lại cái phần búp. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một miếng giấy màu vàng. Kích thước thì khoảng là 7,5 nhân với 1,5 nhá. Và các bạn chú ý này, dùng tay sắn nhẹ hai đặt vào tâm và sắn nhẹ này, rồi chúng ta dùng tay kéo giãn cái phần bụng nó ra như thế này. Ok, rồi các bạn đặt vào đây và cuộn chỉ lại. Rồi phần giấy thừa thì chúng ta cắt vớt đi một chút. Đó, chúng ta sẽ được một gần hoàn thiện cái phần búp hoa rồi nhá. Để làm được cái phần búp hoa như thế này thì chúng ta cần cái phần đài ở bên dưới nữa.
Thì các bạn cắt một miếng giấy màu xanh nhỏ nhỏ, kích thước khoảng là 2 cm nha, 2 nhân với lại 3. Các bạn cắt tạo hình cái đài hoa nhỏ nhỏ, gồm có 3 đài. Ok, chúng ta kéo giãn nó ra. Các bạn dùng keo sữa này phết vào các phần đài. Rồi đặt vào cái phần búp hoa này. Đó. Chúng ta dùng tiếp theo là chúng ta dùng băng keo sáp để cuộn lại. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm thêm khoảng 2 đến 3 cái búp hoa như thế này nữa nha. Rồi, tiếp đấy là chúng ta sẽ làm cái búp hoa như thế này. Thì nó cũng tương tự như làm cái búp hoa này thôi, nhưng mà chúng ta sẽ chụp cái phần xanh lên, cũng dùng một mảnh giấy màu vàng. Đặt bông gòn vào giữa. Dùng kẽm xi này. Đó là như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng một mảnh giấy màu xanh, kích thước khoảng 1,5 nhân với 7 cm nha. Các bạn cũng xoắn nhẹ như thế này. Rồi giãn phần bụng ra. Rồi các bạn cũng chụp lên cái phần đầu nhá. Cái phần đầu của cái búp hoa màu vàng này. Bạn nào mà muốn làm cái búp hoa mà nó chưa hé cái phần màu vàng này thì các bạn dùng cái giấy màu vàng này bằng giấy thay giấy màu vàng với giấy màu xanh nhá. Như thế này này. Đó, thì búp hoa này là búp hoa còn nó chưa bắt đầu hé nụ ra nhá. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào cho các bạn để hiểu, nên mình dùng cái hoa búp hoa mình đã làm sẵn. Rồi các bạn dùng chỉ để buộc lại, cố định chúng lại. Cuối cùng là chúng ta dùng băng keo sáp để cuốn lại thôi. Chúng ta cũng làm tương tự khoảng 3 cái búp như vậy, hoặc là nhiều hơn nha. Cuối cùng là mình sẽ làm đến phần lá nha. Lá của hoa mai thì cũng không nhiều lá lắm, cũng gần gần như hoa đào ấy, thì lá của nó cũng tương tự như vậy, thì mình cũng cắt tầm khoảng 10 lá nha. Quên, mình chưa đo kích thước cho các bạn nhỉ. Các bạn cắt những cái lá nó nhỏ nhỏ thôi. Kích thước khoảng 1 với 4 cm nhé. Quên mất là mình không cắt sẵn lá nên bây giờ mình phải cắt thủ công như thế này.
Sau khi là mình đã cắt được các phần lá và làm được các phần nhụy này, phần đài và phần hoa thì chúng ta sẽ vào bước cuối cùng là chúng ta sẽ ghép cành. Hoa mai thì cành của nó thì vẫn là màu nâu nhá. Nhưng mà cái phần hoa này, đài hoa này, các thứ thì nó vẫn là màu xanh. Thì đầu tiên thì mình cũng dùng băng keo sáp để cuốn che cái phần kẽm màu xanh này đi. Các bạn đặt khoảng 3 lá lên đầu nhá. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng cái phần búp hoa chẳng hạn này. Các bạn thích đặt vị trí như thế nào cũng được, tùy mình nhá. Đây mình sẽ đặt như thế này. Cứ xen kẽ một lớp bút rồi lớp cành, bút rồi là lớp hoa nhé. Rồi các bạn chèn thêm lá vào. Đấy, các bạn cứ ghép sao cho đến lúc mà mình hết hoa thì thôi nha. Cuối cùng thì chúng ta cho thêm các lớp lá này vào. Rồi. Sau khi ghép thì chúng ta sẽ được hình dạng một cánh mai như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh lại các vị trí cho nó tự nhiên và nó đẹp nhé. Chúng ta đã được một cành mai như thế này. Các bạn bạn nào mà muốn đặt để cành mai cắm nó thẳng ấy thì các bạn đặt như thế để như thế này. Còn không thì các bạn dùng tay để uốn cong nó như thế này nhá. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn uốn. Các bạn dùng hai tay đặt như thế này này. Để cây sẽ không bị gấp khúc, rồi các bạn dùng tay để uốn cong nó như thế này. Các bạn cứ làm độ cong như thế nào là tùy nhá. Còn không thì các bạn để thẳng như thế này. Rồi chúng ta cắm vào bình, hay là nếu mà các bạn mà làm được nhiều đấy thì các bạn dùng để làm nhiều, sau đó thì ghép nó thành một cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh để treo, để trên bàn cũng rất là đẹp nhá. Hoặc là còn không thì các bạn dùng những cái cành này cắm chung với cành hoa đào bằng cách cái clip trước mình đã hướng dẫn đấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm xong cái cành hoa đào như thế này. Thì chúc các bạn thành công với mẫu hoa đào này nha. Cành mai. Xin lỗi. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa mai này nha. Bạn nào mà có vấn đề gì lúc làm ấy thì có thể
để lại comment ở bên dưới thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái món đồ chơi Domino, hay còn gọi là Domino chick này. Cái nguyên liệu chính của cái món đồ chơi này chính là những cái tấm nhỏ có kích thước như này, bằng gỗ. Ở đây với một cái hộp đồ chơi như này, chúng ta nhìn thấy gồm có tổng cộng là 120 quân Domino, trong đó có 10 màu sắc khác nhau. Như ở trong cái này có màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu xanh da cam, hai màu xanh, màu hồng xanh lá cây và màu nâu, đúng không? Về màu sắc của nó thì tương đối là tươi thắm, nó rất là đẹp. Chúng ta nhìn thấy màu sắc nó rất là đẹp. Cách chơi của cái món đồ chơi này thì tương đối đơn giản. Cái phần chính của cái trò chơi này chính là xếp cho các quân có thể đổ chỉ với một động tác đầu tiên duy nhất là gạt tay. Nó sẽ đổ theo một cái dây chuyền như này. Trò chơi này rất phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ em. Nó rèn luyện cái tính kiên trì này, cộng với cả sự sáng tạo. Chúng ta có thể xem ở trên các kênh YouTube cũng như là trên cái bài viết ở cái link phía dưới này. Tôi có để cái đường link, các bạn nhìn thấy rằng trên thế giới lập ra rất nhiều kỷ lục về cái trò chơi này, chúng ta có thể tham khảo. Về giá của cái món đồ chơi này thì rất là phù hợp. Hiện nay giá trên thị trường của nó là 145.000 cho một cái bộ như này. Hiện tại chúng tôi có bán những cái bộ như này với giá chỉ 120.000. Đặc biệt nữa với những bạn mà mua số lượng lớn thì cái giá của nó còn tốt hơn rất là nhiều. Như sau, với những bạn mà mua cái món đồ chơi này cùng với cả những cái cuốn sách vải của chúng tôi thì cái giá của nó chỉ còn là 100.000 đồng. Với những bạn mà mua ba bộ như này, một bộ là gồm 120 quân, ba bộ chúng ta có 360 quân Domino với 10 màu sắc, đúng không? Ba bộ giá chỉ còn 100.000, nếu ta mua 10 bộ trở lên giá chỉ còn 90.000, và 20 bộ trở lên 80.000. Với những bạn mà có nhu cầu mua cao nữa thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo cái số điện thoại hiện trên màn hình này. Rồi cuối cùng thì hãy nhanh tay để đặt hàng món đồ chơi như này. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu đồng tiền như thế này. Thì đây là một cành hoa mẫu mình đã làm, gồm có 3 bông hoa đồng tiền với màu sắc khác nhau. Các bạn có thể nhìn lên trên cái màn hình để nhìn rõ nha. Thì để làm được cái bông hoa đồng tiền như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu chính như sau nha. Nguyên liệu để làm bông hoa đồng tiền thì chúng ta gồm giấy nhún màu sắc để làm hoa nha. Giấy nhún màu xanh để làm nhị hoa. Tiếp theo các bạn có thể nhìn lên cái kích thước màn hình để có thể hình dung rõ được các kích thước mình đã ghi nha. Giấy nhún màu xanh để làm lá và làm đài hoa. Thực ra là chỉ buộc cũng không cần thiết lắm. Nhưng mà nếu các bạn nào mà muốn dùng nó cố định hơn thì các bạn dùng chỉ buộc cũng được nhé. Keo sữa, băng keo sáp, kéo và cái phần kẽm cành mình dùng cái loại to nhá. Vì đây là các bạn để ý thì cái cành hoa đồng tiền thì nó cũng khá là to. Thì các bạn có thể dùng cái loại kẽm 5mm như thế này, kích thước là từ 30 đến 35cm. Ở đây thì mình làm là 30cm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào làm từng phần một nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cái phần giấy nhúm cái kích thước là 20 x 30cm như thế này nhá. Các bạn kéo giãn cái tờ giấy kích thước như vậy nhá. Rồi các bạn gập lại. Cắt tua rua như này cho mình.
Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được một cái giải giấy tua rua như thế này nhá. Các bạn để tạm ở đây. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cắt cái giải giấy có kích thước là 60 nhân với lại 3 cm nhá. Đây, kích thước là 60 nhân với 3,5 cm. Các bạn cũng kéo giãn ra nhé. Sau đó các bạn cấp lại cùng nhiều. Rồi các bạn cấp theo như mình này. Các bạn cứ cắt như thế này cho đến hết cái giải giấy này. Mình để tạm ra ngoài rồi, lát nữa thì chúng ta sẽ gió rất là to. Sau khi các bạn cắt xong được cái giải giấy này, chúng ta sẽ được cái giải giấy có hình dạng như thế này. Gió cực to luôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng đến cái mảnh giấy với kích thước là 30 x 6 cm như thế này nhá. Gió to quá là đồ của mình bị bay. Đây kích thước là 30 x 6 cm nha. Các bạn cũng kéo giãn cái mảnh giấy này ra nhá. Các bạn gặp lại như mình. Các bạn cắt như thế này nhá. Theo mình, lúc mà mình cắt nhiều cái cánh hoa như thế này ấy, thì mình có bị rút ra cái kinh nghiệm là chúng ta không nên cắt liên tục các cái cánh nhỏ như thế này liên tục rồi sau đó chúng ta mới tỉa cánh. Kinh nghiệm của mình là mình cắt được cái phần cánh nào thì chúng ta sẽ tỉa luôn cái phần cánh như thế này nhá. Chúng ta cũng làm như vậy để tránh trường hợp là chúng ta cắt liên tục rồi các lớp cánh nó sẽ bị xô nhau và chúng ta cắt sẽ bị khó đi nhá. Còn bạn nào mà làm được thì các bạn cứ làm nhé.
mình thì mình thấy làm từng cái một mà chúng ta cắt giấy như thế này thì nó cũng nhanh thôi, cũng không lâu thôi. Nên là không cần phải cắt như vậy. Mình đang ngồi trên sân thượng nên là gió rất to. Nắng cũng to luôn. Đây là cái lớp cánh ngoài cùng. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ được cái giải giấy có kích thước 30x6 như thế này. Thì với cái đồng tiền này thì chúng ta sẽ cắt hai cái giải giấy như vậy nhá. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng cái kẽm cành này, chúng ta sẽ bẻ cong cái phần lá hoa một chút cho nó vươn ra ngoài. Bực mình thật đấy. Chúng ta được hai cái cánh như thế này và hai giải giấy chúng ta vừa cắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào hoàn thiện cái phần bông hoa nha. Mình xếp gọn không thể nào, tí nó cũng bay lung tung. Chúng ta sẽ dùng keo sữa này, hết keo vào cái phần giấy màu xanh mình vừa làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ cuốn vào cái phần kẽm cành này nha. Cuốn xong chúng ta sẽ được một phần nhị hoa đầu tiên như thế này. Tiếp đến thì sẽ là cái phần không kiểm soát được. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng đến cái giải giấy này nha. Chúng ta cũng phết keo và cuốn xung quanh cái bông hoa, cái nhị hoa mà chúng ta vừa cuốn màu xanh. Các bạn đặt như thế này và cuốn chặt lại nhé.
ta sẽ được cái lớp nhị tiếp theo. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cuốn đến phần cánh hoa nha. Với cái phần mà chúng ta đã uốn cong thì chúng ta sẽ để cho nó hướng ra ngoài nha. Tiếp tục chúng ta lại cuốn vào cái phần này. Các bạn đặt sao cho nó bằng nhau nhá. Bằng với cái phần mà chúng ta vừa cuốn ở cái phần gốc ấy, ở phần đài hoa ấy. Lúc cuốn các bạn chỉ làm sao cho mà cái phần cánh hoa nó bằng nhau nhá, chứ phần cánh cao cánh thấp. Vừa mình mới quay thì nó bị lỗi video nên là đã không lưu lại được cái phần mà mình đã làm đài như thế này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại các bạn nhé. Các bạn cắt cho mình tờ giấy có kích thước là 6 x 4,5 cm nha. Ở đây kích thước mình làm nó không chuẩn vì mình cắt để hướng dẫn các bạn thôi, thì các bạn cứ cắt đúng cái kích thước như thế này nhá. Các bạn kéo giãn cái mảnh giấy này ra nha, rồi các bạn gập lại. Vì phần đài của cái bông hoa đồng tiền nó hơi khác so với những bông hoa khác, là cái phần đài của nó hơi nhỏ ở phần này nhá, thì chúng ta cũng cắt như vậy. Thì chúng ta sẽ được cái phần đài lên như thế này và chúng ta sẽ dán vào cái phần bông hoa đồng tiền như thế này nha. Sau khi dán thì chúng ta sẽ dùng cái băng keo sáp để che đi cái phần giấy thừa nha. Rồi. Sau khi hoàn thiện thì chúng ta sẽ được cái bông hoa đồng tiền như thế này. Thì các bạn để ý là cái cành hoa đồng tiền thì nó sẽ hơi cong ở phần đầu này. Mình thấy như vậy thì nhìn nó tự nhiên và đẹp hơn, thì chúng ta cũng bẻ cong nó nhé. Các bạn đặt ở phần đầu này, các bạn cũng bẻ cong nó đi, thì nhìn bông hoa nó khá là tự nhiên. Đó, chúng ta sẽ được bông hoa đồng tiền như thế này. Thực ra là các bạn có thể dừng lại ở đây. Các bạn có thể làm những bông hoa đồng tiền như thế này và chúng ta sẽ cắm vào lọ cũng được nhá. Nhưng mà bạn nào mà muốn làm thêm lá thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm cái phần lá nhá. Phần lá của bông hoa đồng tiền thì nó gần giống với lá của hoa anh túc. Tuy nhiên thì mình không phải clip nào mình cũng có thể hướng dẫn các bạn làm cái lá của hoa anh túc được, vì nó rất là mất thời gian. Cho nên là bạn nào mà muốn làm thì các bạn có thể xem ở cái clip làm hoa anh túc của mình. Còn ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn làm cái lá nó đơn giản hơn một chút. Thì các bạn cắt cho mình cái mảnh giấy nhún với kích thước là 15 x 7 cm nha. Kích thước này thì mình cắt cái tờ giấy này mình vừa mới cắt ra để làm cái phần nhị hoa ấy, nên là nó chưa không được đầy đủ kích thước. Các bạn cứ cắt kích thước 15 x 7 cm hoặc là to hơn cũng được nhá. Các bạn gấp lại như thế này và các bạn cắt theo mình. Thì chúng ta sẽ được cái phần lá nó như thế này. Các bạn dùng tay để làm lá cho nó cong lên một chút để cho nó trông tự nhiên hơn nha. Rồi các bạn dùng tay này kéo giãn phần giữa cho cái phần lá nó cong như thế này. Thì chúng ta đã được một cái lá của hoa bông hoa cúc đơn giản nha.
thì các bạn dùng băng keo sáp để cuộn lại như thế này. Ở đây thì mình có một cái lá thôi nên là mình sẽ không gắn vào đây. Còn các bạn có thể ghép những cái cành hoa đồng tiền lại như thế này và ghép thêm phần lá cho nó đẹp. Hoặc là các bạn có thể chỉ dùng cái cành hoa đồng tiền như thế này, các bạn cắm vào lọ nhìn cũng rất là đẹp rồi nhá. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm một bông hoa đồng tiền như thế này. Màu sắc các bạn có thể tự ý lựa chọn nha. Đây là bông hoa đồng tiền mình làm nhiều cánh này, bông này ít cánh và bông này nhiều cánh nhá. Thì số cánh các bạn tùy thuộc vào các bạn muốn nó nhiều hay ít thì là do các bạn nhá. Thì chúc các bạn thành công với cái hướng dẫn của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Chào mọi người, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa ngày Tết. Đó là hoa tầm xuân, nụ tầm xuân như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là một vài cánh mẫu mà mình đã làm sẵn rồi. Hoa tầm xuân này thì các bạn có thể dùng để cắm kèm với hoa đào, hoa mai như thế này đây. Cắm kèm với các loại hoa ngày Tết như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng để cắm hoa bất cứ các loại hoa nào mà các bạn cảm thấy là thích đó. Thì theo mình thì cái nụ tầm xuân này thì là cái loại hoa mà mình cảm thấy là nó dễ làm nhất, là thứ nhất, và thứ hai là nó tốn ít nguyên liệu nhất. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng giấy vụn để làm ấy. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái hoa để trang trí cắm kèm với các loại hoa chính nhá. Để làm được cái nụ tầm xuân như thế này thì các bạn cần nguyên liệu như sau nhá. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa tầm xuân màu vàng nhá. Nguyên liệu chính thì là giấy nhún màu, các mảnh nhỏ như thế này thôi. Thì bạn nào mà làm những hoa khác mà nó có còn thừa mảnh giấy nhún này thì các bạn có thể tận dụng nha. Kẽm cành. Kẽm cành này thì ở đây mình dùng cái kẽm cành nó ngắn để hướng dẫn các bạn thôi. Còn đâu hoa tầm xuân thì cái cành nó khá là dài, gấp đôi cái cành này đấy. Bạn nào mà muốn nó được như kích thước thật ấy thì các bạn mua cái loại kẽm cành nó dài nhá. Tiếp theo đó là băng keo sáp màu nâu, bông gòn này và thước kẻ. Thước kẻ này thì mình để đo kích thước cho các bạn thôi, chứ còn các bạn thì cũng không cần thiết. Cái bông gòn này bạn nào mà không có bông gòn ấy thì các bạn có thể sử dụng cái giấy giấy bản ấy, giấy đa năng ấy, hoặc là dùng giấy vụn nhá, đều được. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Các bạn chuẩn bị cho mình cái tờ giấy nhún màu sắc tùy các bạn lựa chọn nhá. Kích thước khoảng là 4 cm. Các bạn thấy chưa? Riêng với 5,5 nha, hoặc là kích thước nhỏ hơn một chút cũng được. Các bạn dùng tay kéo giãn cái tờ giấy này ra. Sau khi kéo giãn ra thì các bạn dùng một ít bông gòn nha.
một chút thôi. Tại vì cái nụ hoa tầm xuân này thì nó cũng không to đấy, nên là các bạn làm kích thước sao cho nó phù hợp mà nó giống với hoa thật nhất nhé. Rồi các bạn đặt vào giữa cái tờ giấy này, sau đó các bạn gập chéo hình vuông như thế này. Đó, các bạn gập như thế này nha. Rồi tiếp theo các bạn gập một cái đường chéo như thế này. Sau đó thì các bạn dùng ngón tay đẩy này, hoặc là dùng bất kỳ vật gì mà có thể ấn cái đầu này sao cho nó nhọn nhá. Đó, các bạn nhìn kỹ này, mình sẽ làm lại này. Các bạn đặt vào giữa cái hình vuông này. Sau đó để gập chéo cái hình vuông này lại. Tiếp theo là gập chéo một đường nữa như thế này. Sau lại gập tiếp này, rồi gập tiếp này, gập một đường nữa. Rồi các bạn dùng cái vật nhọn tròn nhỏ nhỏ một chút, các bạn đẩy sao cho cái hình này nó xuân, sau đó các bạn túm vào. Rồi dùng tay xoắn chặt nó lại. Thì các bạn sẽ được những cái vuông như thế này. Mình sẽ làm thêm một cái nữa nhá. Một cái cành hoa tầm xuân như của mình ấy thì mình làm tầm khoảng 12 đến 15 cái nụ này nha. Còn bạn nào mà làm với cái kích thước nó dài gấp đôi ấy thì làm tầm khoảng 30. Các bạn cứ túm làm sao mà cho nó ra cái hình nó thon thon, thuôn thuôn này. Đầu nó hơi nó không tròn là được nhá. Như thế này là được. Rồi các bạn xoắn chặt nó lại là được nhá. Mình sẽ làm thêm một cái nữa. Okay. Như vậy là mình đã làm xong được 3 cái bút như thế này. Thì mình sẽ làm sẵn tầm khoảng 12 cái nhá. Thì mình sẽ làm tầm khoảng 12 cái. Đó, như thế này. Thì bước cuối cùng là mình ép cái nụ này vào phần cành thôi. Thì để ghép được cái nụ này vào phần cành thì các bạn để ý là cái phần đầu của cây hoa tầm xuân ấy thì nó sẽ có một cái đoạn như thế này, nhọn nhọn như thế này, mà cái cây của mình thì nó hơi ngắn ấy, nên là mình sẽ dùng thêm một cái đoạn giấy để tạo ra cái đoạn này nhá. Còn bạn nào mà làm dài rồi thì các bạn chỉ việc cuốn cái băng keo sáp màu nâu này vào là được nhá. Đây thì mình sẽ dùng một cái tờ giấy màu giấy gì cũng được, các bạn dùng có thể dùng giấy ô ly, giấy tập cũng được nhé. Cuốn như vậy, sau đó thì các bạn dùng băng keo sáp để quặn chúng lại. Rồi các bạn nối vào cái phần kẽm cành này nhá. Rồi, bây giờ thì chúng ta đã được thêm một cái đoạn nó nhọn nhọn như thế này. Thì tiếp là chúng ta sẽ ghép cái phần nụ. Chúng ta dùng những cái phần nụ của chúng ta đã xoắn này, chúng ta đặt vào. Chúng ta đặt như thế này, chúng ta cuốn băng keo vào. Rồi cứ cách một đoạn thì chúng ta sẽ đặt một cái nụ nhá. Cứ so le bên nhau ấy,
Sau này với nhau là được. Các bạn chú ý là cũng đừng ghép dày quá nha. Rồi các bạn cứ cuốn như vậy cho đến khi nào mà chúng ta cuốn hết cái phần nụ thì thôi nha. Càng nhiều nụ thì cuốn nó sẽ lâu hơn. Cái hoa tầm xuân này thì chúng ta không cần làm lá nha, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sau khi cuốn xong thì chúng ta đã được một cành hoa tầm xuân như thế này rồi, rất đơn giản đúng không ạ? Các bạn là dùng tay để hơi chỉnh lại các vị trí sao cho nó đẹp một chút là được. Với cái nụ tầm xuân này thì chúng ta có thể dùng để cắm cùng các loại hoa khác nhau nha. Đơn giản như vậy mà chúng ta cũng đã làm xong một cái nụ tầm xuân, không mất quá nhiều thời gian. Thì chúc các bạn sẽ làm được nhiều nụ hoa như thế này nhá. Các bạn có thể làm nhiều màu sắc khác nhau, màu nào cũng được, theo mình thấy như thế. Làm nhiều rồi để cắm vào cùng các loài hoa khác thì trông khá là đẹp đấy ạ. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa tầm xuân này nha. Mình sẽ tiếp tục cập nhật những cái mẫu hoa mới nhất cho các bạn. Bạn nào mà hay là các bạn nào có ý kiến muốn mình làm các clip về hoa gì đấy thì các bạn có thể để ý kiến ở bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng nghiên cứu và sẽ làm ra các loại hoa mà các bạn yêu thích nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa tiên ong hay còn gọi là hoa dạ lan hương như thế này. Đây là cành mẫu mà mình đã làm sẵn. Thì thực ra thì cái cây tiên ong này thì nó cũng không có cái màu sắc như mình làm đâu, nhưng vì mình thấy cái màu này nó khá là đẹp nên là mình đã làm mẫu. Còn bạn nào mà muốn làm cái hoa nó giống với hoa thật ấy thì các bạn hoàn toàn có thể xem hình hoa thật rồi làm theo màu sắc như vậy nha. Hoa này thì gần đến Tết rồi thì làm để trong nhà hoặc là các bạn có thể trồng thành chậu cây rất là đẹp nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái mẫu hoa tiên ong như thế này. Thì để làm được hoa tiên ong như thế này thì mình cần một số nguyên liệu như sau nha. Đó, nguyên liệu để làm được cái cây hoa tiên ong như thì mình gồm những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là chúng ta chọn giấy nhún màu sắc là do màu sắc của hoa các bạn lựa chọn nha. Ở đây thì mình làm màu vàng. Tiếp theo là nhị hoa. Bạn nào mà không có cái nhị hoa này đấy thì các bạn có thể dùng cái giấy nhún. Các bạn cắt tua rua như thế này. Các bạn cắt tua rua và các bạn có thể làm nhị nha. Các bạn có thể cắt cái mảnh giấy như thế này. Các bạn làm nhị thay cho cái phần nhị này nha. Ở đây mình có cái nhị hoa sẵn nên mình sẽ dùng cái nhị hoa sẵn nha. Màu sắc hoa thì do các bạn lựa chọn, mình làm màu vàng. Tiếp theo thì chúng ta cần đến kẽm si. Thì các bạn cắt kẽm si tầm khoảng 6cm hoặc là 5cm. Và các bạn làm khoảng
4 4, các bạn làm khoảng 41 cái cành kẽm như thế này nhá. Các bạn làm dài hay ngắn là tùy, nhiều hay ít thì tùy theo các bạn nhá. Ở đây mình thấy tầm khoảng 40 bông hoa là đẹp nhất. Tiếp theo giấy nhún màu xanh để làm lá. Màu nâu này để làm cái phần thân cây. Màu nâu để làm cái phần củ như thế này và bông gòn nữa. Tiếp theo là phần kẽm này thì chúng ta làm tầm khoảng 35 cm là vừa nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào làm. Hiện tại thì mình về quê rồi và không cầm theo cái dụng cụ để quay đấy, nên là mình làm thủ công nên là màn hình nó sẽ hơi bị rung một chút, các bạn chịu khó nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm phần cánh hoa. Thì các bạn cắt cho mình một mảnh giấy nhún có kích thước là 4,5 x 14 cm nha. Sau đó thì các bạn cắt tầm khoảng hoa mẫu đơn thì hoa tiên ông thì các bạn cánh của nó từ 5 đến 6 cánh và thường là 6 cánh nha. Ở đây thì mình sẽ cắt 5 cánh. Các bạn làm 6 cánh cũng được nhá. 6 cánh thì nó giống hoa thật hơn. Đó, sau khi các bạn cắt được 5 mảnh như thế này, chúng ta sẽ gấp các mảnh lại như thế này. Rồi chúng ta sẽ cắt tạo hình cánh hoa như sau nha. Nó hơi nhọn ở đầu một chút. Sau khi các bạn cắt thì sẽ được cái hình cánh hoa như thế này nha. Rồi các bạn dùng tay giãn cái phần bụng cánh hoa ra nha. Các bạn sẽ được cái phần tạo hình như thế này. Ở đây là mình làm giấy nhún Trung Quốc nha. Thì cái độ giãn của nó sẽ ít. Còn bạn nào mà làm giấy nhún của Ý hay của Hàn thì độ giãn nó cao ấy. Thì các bạn cắt cái phần cánh hoa nó nhỏ hơn một chút thì lúc mà giãn ra là vừa nha. Tiếp theo thì các bạn dùng cái phần nhị hoa này. Các bạn lấy tầm khoảng 3 đến 4 cái phần nhị như thế này. Rồi các bạn cắt ra toàn 4 cái nhị như thế này. Rồi tiếp theo thì các bạn dùng cái kẽm si mà các bạn vừa cắt 6 cm đó. Các bạn đặt như thế này. Rồi các bạn đặt vào đây. Đặt vào phần bông hoa, cánh hoa thứ ba này nha. Rồi các bạn nhún lại. Rồi dùng băng keo sáp để cố định lại nhá. Bạn nào có thể dùng chì cũng được. Nhưng mà theo mình thì không cần vì làm cái hoa tiên ông này chúng ta làm với số lượng bông hoa nó khá là nhiều. Nên là chúng ta không cần phải làm dùng chì, nó sẽ rất mất thời gian nhá. Và sau khi cuốn xong chúng ta sẽ được cái tạo hình hoa như thế này. Thì các bạn dùng tay này giãn nhẹ cái phần cánh này ra. Như vậy là chúng ta đã tạo được một cái bông hoa nhỏ trong cái cây hoa tiên ông nha. Thì các bạn làm khoảng 41 cái bông hoa như thế này. Ở đây mình đã làm sẵn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần công đoạn là ghép vào cái phần kẽm cây to như thế này nha. Kẽm cành to. Ở đây mình dùng kẽm giấy. Thì các bạn dùng băng keo sáp. Đầu tiên là chúng ta sẽ ghép phần hoa đầu tiên nha.
Sau đó thì các bạn ghép tầm khoảng 5 cánh hoa ở dưới. Năm bông hoa ở dưới này. Năm hoặc bốn đều được nhá. Các bạn ghép làm sao cho nó phù hợp. Mình thì thường ghép thành 5. Đó, tiếp theo thì các bạn sẽ ghép phần đặt cái phần so le vào nhá. So le vào cái phần hai cánh hoa bên trên này thì các bạn sẽ ghép tương tự như vậy thì chúng ta sẽ được những cành ghép nhiều thì chúng ta sẽ thành một cái cây hoa tiên đông rất là đẹp. Cứ so le như vậy chúng ta sẽ ghép đến hết cái phần cây này nha. Các bạn vừa ghép vừa dùng tay chỉnh nhá. Hoa này thì rất đẹp nhưng mà rất là mất công. Màu vàng thì mình thấy nó cũng không được đẹp lắm so với các màu như màu đỏ hay là màu xanh dương hoặc là màu trắng đó. Thì các bạn lúc làm thì các bạn chọn màu sắc cho nó phù hợp nhé. Bạn thích màu nào thì phải làm nó sẽ đẹp hơn. Đây thì tiện có cái nhị hoa màu vàng thì mình làm luôn. Bây giờ là sắp Tết rồi mà mấy hôm nay trời rất là mưa rất là to nên là không có nắng, không có nắng xin sửa bị ngọng. Thì mình không quay clip thường xuyên được nên là các bạn thông cảm nhé. Vậy vì không có nắng nên là cái clip của nó lúc quay lên nó sẽ rất là xấu á, nên là mình không muốn nó quay. Từ sáng đến giờ trời cứ mưa mưa nắng nắng không làm được việc gì cả. Cũng có bạn cứ hỏi mình là sao lâu ra clip thế thì mình chả biết phải trả lời như thế nào cả, gần Tết cũng khá là bận. Mặc dù ở nhà mình chả phải làm gì cả nhưng mà lạnh mà nên tuần nghỉ. Cứ ghép
dần dần là các bạn đã ghép xong rồi, làm cái công đoạn này nó hơi lâu. Mình chả biết cắt ghép clip như thế nào nên là mình làm luôn trên này. Các bạn cứ ghép từ từ thôi cũng được, mình cũng không gấp. Ghép từ từ rồi chúng ta vừa ghép vừa chỉnh thì nó sẽ đẹp. Cuối cùng cũng đã ghép xong cái phần hoa. Họ dùng thủ công nên là cái màn hình nó cứ bị rung được. Sau khi ghép xong cái phần hoa như thế này thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh lại cái phần cánh cho nó so le, nhìn nó đẹp đẹp một chút nhé. Mình ghép cũng không được đều lắm thì phải. Mưa mình cũng không đi mua được cái dụng cụ để quay nên là bị rung quá, mà cũng chả biết ở đây thì chỗ nào bán. Đó, sau khi các bạn ghép xong được cái phần hoa như thế này thì chúng ta sẽ làm đến phần lá nha. Phần lá của hoa tiên ông này thì các bạn sẽ cắt cho mình cái khoảng 4 cái lá như thế này, với kích thước là 4 x 22 cm nha. Thì cắt tạo hình lá như sau, các bạn gấp đôi vào. Cái lá thì nó hơi dài đó thì các bạn cắt nó dài ra nhá, nó sẽ đẹp hơn. Thực ra là lá của hoa tiên ông thì nó sẽ tròn ở đầu chứ không nhọn nha. Với là ở nhà mình thì cái giấy nhún màu xanh để làm lá thì mình lại không còn, nên là mình cái màu xanh xanh nhạt hơn ấy, còn xanh này thì nó đậm. Nhà thì mình sẽ dùng tạm cái lá này, còn bạn nào mà mua được cái lá chuẩn màu của cái cây tiên ông này thì các bạn dùng nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ gắn lá vào nhá. Cái mắt nào là mắt máy nhỏ ở đây. Ánh sáng nó không được đều nên là nhìn không rõ. Đây các bạn cứ gắn tầm khoảng 4 cái lá vào xung quanh cái thân của cái bông hoa này là được nhá. Các bạn cũng có thể gắn 2 lá thôi cũng được, hoặc là 3 lá cũng rất là đẹp rồi. Chắc là ở đây mình chỉ gắn tầm 3 lá thôi, 4 lá thì hơi bị nhiều. Thì
mình muốn cắt nó hơi to ấy. Cái cành mẫu mình làm thì lá nó bị ngắn quá, nhìn nó hơi không được đẹp lắm. Anh em mình sẽ ghép chỉ tầm 3 lá thôi nha. Sau khi ghép xong thì chúng ta sẽ được cái cây tiên đông như gần hình dạng như thế này. Thì công đoạn cuối cùng thì chúng ta chỉ ghép cái phần làm cái phần đầu, cái phần đây là phần phần gốc nó ấy. Thì các bạn làm chuẩn bị cho mình tờ giấy màu nâu hoặc là cái màu màu này giống màu củ dền ấy, mình cũng không biết gọi nó là màu gì, màu bã trầu à, cũng không hẳn là màu bã trầu nhưng mà mình cũng đại loại là như vậy. Các bạn có thể dùng màu nâu này, màu đen hoặc là màu này. Mình thấy cái màu này nó giống với cái màu thân cây nhất, phần củ của cái cây tiên đông này nhất thì mình làm nha. 14 x 14 cm. Các bạn dùng keo nến nhé. Keo nến này để gắn hai đầu của cái phần đây, mình sẽ làm. Hai đầu của cái mảnh giấy màu này này. Như thế này. Trời lạnh nên là keo nó khô rất là nhanh. Thường sờ vào là bị bỏng ấy, nhưng mà hôm nay sờ lại thấy ấm ấm. Thì các bạn sẽ dùng keo phết quanh cái đầu này. Rồi các bạn đặt vào đây nha. Rồi các bạn túm lại. Sau khi túm xong thì chúng ta sẽ kéo, lúc nãy mình quên mất không kéo giãn cái phần bụng của cái phần gốc này ra. Các bạn chú ý cho mình kéo giãn cái phần bụng này ra nha. Sau đó thì các bạn dùng bông gòn. Dùng bông gòn này, các bạn nhồi vào trong nhé. Bông gòn hoặc là giấy vụn đều được. Nghĩa là các bạn dồn chúng vào được trong cái phần giấy này là được. Và bạn nào mà giàu thì cho tiền vào cũng được nhé, cho may mắn. Sau khi dồn bông vào xong thì các bạn dùng tay để chỉnh nha. Cuối cùng thì các bạn dùng keo hoặc là dùng chỉ để buộc lại nhé. Thì cái phần cuối này đằng nào chúng ta cũng sẽ chôn dưới đất mà, nên là không cần thiết là các bạn cứ phải dùng keo nha, dùng cái gì cố định chúng lại đều được.
Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm cái mẫu hoa tiên ông như thế này. Thì hoa tiên ông này khá là phổ biến vào ngày Tết ấy, thì các bạn có thể làm để trồng vào các bồn hay các chậu hoa để trong nhà cũng khá là đẹp nhé. Chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa tiên ông này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha.